Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua thì cũng có một vụ việc giữa hai nữ tiếp viên đã lao vào đánh nhau. Và thông tin này chúng tôi được cung cấp bởi đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết là vừa tiếp nhận một đơn tố cáo của nữ tiếp viên hàng không hãng Vasco về việc bị một tiếp viên khác hành hung. Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 11 khi mà hai tiếp viên của công ty bay dịch vụ hàng không Vasco vừa hoàn thành chuyến bay OV8060 Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh. Hai nữ tiếp viên xảy ra mâu thuẫn đã dẫn đến đánh nhau, khiến cho một trong hai phải đi bệnh viện. Đại diện của Vasco cho biết nguyên nhân dẫn đến xô xát là do mâu thuẫn cá nhân. Sự việc xảy ra khi mà chuyến bay đã hoàn tất, các tiếp viên đang trên đường ra về nên không ảnh hưởng đến an toàn bay. Đại diện của Vasco cho biết việc hai tiếp viên đánh nhau là rất phản cảm. Công ty thì đang cắt lịch bay của hai tiếp viên để chờ hướng xử lý tiếp theo.